Thưa quý vị, trong cuộc chiến với đại dịch, thời gian qua Bến Tre luôn nỗ lực để đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vaccine cho người dân. Đến nay, tỉnh đã đạt vượt mục tiêu Bộ Y tế yêu cầu về tỷ lệ bao phủ vaccine. Ghi nhận về những nỗ lực mà Bến Tre đã làm được trong thời gian qua. Với kinh nghiệm là tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng cao trong hầu hết các chương trình tiêm chủng mở rộng, chương trình tiêm chủng quốc gia được Bộ Y tế đánh giá cao trong nhiều năm qua là tiền đề để Bến Tre làm tốt chương trình tiêm chủng vaccine COVID-19. Từ cuối tháng 4 năm 2021 đến nay, cụ thể đối với người trên 18 tuổi, Bến Tre đạt tỷ lệ 99,3% được tiêm mũi 1, 94,7% tiêm mũi 2. Đối với trẻ từ 12 đến 17 tuổi, đạt tỷ lệ 100% trẻ được tiêm mũi 1, 82,4% trẻ được tiêm 2 mũi. Riêng mũi 3, đến nay tỉnh cũng đã tiêm được cho hơn 174.000 người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, người cao tuổi, bệnh nền, chiếm tỷ lệ 15,3%. Đạt được kết quả này là nhờ sự vào cuộc đồng bộ quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự phối hợp giữa ngành y tế và các đơn vị ban ngành liên quan. Đây cũng chính là thước đo về năng lực y tế của Bến Tre. Ở tỉnh cũng có đề xuất với Bộ Y tế, rồi tranh thủ với các cái nguồn để làm sao cho chúng ta vaccine về được Bến Tre nhanh nhất. Và lúc này thì trong ngành y tế cũng đã chuẩn bị một cái nguồn nhân lực để mà tiêm chủng cho dân của mình. Một lực lượng mà có thể là giải quyết luôn cả ngày, luôn cả đêm. Có thể là 50.000 người sẽ được tiêm chủng trong một ngày. Đó là cái sự sẵn sàng. Và khi cái vaccine của Bộ Y tế về đến Bến Tre là triển khai ngay các bước chuẩn bị mình đã có hết rồi. Cho nên là mình chỉ có vaccine là triển khai ngay. Cho nên các cái tỷ lệ tiêm chủng của Bến Tre thì bây giờ thì mình đang đi trước, đạt trước cái mục tiêu, trước cái chỉ tiêu mà Bộ giao. Cho nên là mình bằng mọi giá là tạo cái điều kiện để cho vaccine về tỉnh nhanh nhất và tiêm cho dân nhanh nhất. Hầu hết người dân Bến Tre đồng tình cao với việc triển khai tiêm chủng. Ai cũng thấy việc tiêm chủng là cần thiết, là điều kiện tiên quyết để giúp mọi người chống lại dịch bệnh, là hy vọng duy nhất để sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường. Tuy nhiên, vẫn còn không ít người chưa đồng ý tiêm, con số này là khoảng 10.000 người. Thống kê từ ngành y tế, các ca tử vong do bệnh COVID-19 của tỉnh hiện tại phần lớn rơi vào các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều cơ bản. Vì thế, ngành y tế kêu gọi người dân tích cực tham gia tiêm chủng, người chưa tiêm hãy nhanh chóng tham gia tiêm mũi 1, người tiêm mũi 1 nên tiêm mũi 2 khi đến hạn và tiếp tục tiêm mũi 3 khi được chỉ định. Nếu chúng ta tiêm vaccine mũi 1 thì coi như là chúng ta bắt đầu kích thích cái cơ thể để sinh ra kháng thể. Cái mũi thứ nhì là cái mũi để hoàn thiện về kháng thể đó. Thì cái mũi ba là cái mũi để củng cố cái miễn dịch. Cho nên cái việc mà tiêm mũi ba là một việc rất cần thiết. Cho nên hiện nay thì chính phủ cũng đã có cái chỉ đạo rất là quyết liệt về vấn đề tiêm mũi ba cho dân của mình. Trong ngành y tế thì đang tham mưu cho chính quyền địa phương các cấp tổ chức cái mũi 3 và đang triển khai mũi 3 này ở trong cộng đồng. Hiện Bến Tre đã triển khai chiến dịch tiêm mũi 3 bổ sung cho nhóm đối tượng ưu tiên trên 60 tuổi, người trên 50 tuổi mắc các bệnh suy giảm miễn dịch, ung thư, HIV, lao đã điều trị trên 3 tháng ổn định hoặc điều trị 6 tháng. Người có bệnh nền mãn tính, đến nay đã có hơn 15% người cao tuổi, người có bệnh nền được tiêm bổ sung mũi 3. Mong rằng bên cạnh những nỗ lực của các cấp chính quyền tìm kiếm vaccine cũng như nỗ lực của các hệ thống y tế trong việc đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng, người dân hãy chủ động tích cực tham gia tiêm ngừa để nhanh chóng tạo được độ bao phủ vaccine, phấn đấu đạt mục tiêu phủ vaccine mũi 3 trong quý 1 năm 2022, làm tiền đề để đưa cuộc sống trở về giai đoạn bình thường mới, phục hồi phát triển kinh tế.